Xin chào quý khán giả và bà con ngư dân. Bão số 2 đã tan, tuy nhiên mưa vẫn còn xảy ra bởi hình thái gây mưa là giải mây dông vắt qua vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông. Trong đêm nay và ngày mai, hầu khắp khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa sẽ có mưa dông nhiều, làm cho tầm nhìn xa phổ biến dưới 10 km, kèm theo nguy cơ về gió giật trong cơn dông. Bão tan nên gió Tây Nam ở khu vực biển phía Nam và vùng biển huyện đảo Trường Sa cũng không còn mạnh. Cường độ gió ở đây trong đêm nay và ngày mai giảm xuống còn cấp 5. Tuy nhiên, độ cao sóng vẫn trên 2 mét, nên tình trạng biển động còn duy trì. Mưa dông vẫn xuất hiện về chiều tối, nên nguy cơ cao xảy ra tình trạng lốc xoáy hay gió giật ở khu vực này. Đến với thời tiết trên các tuyến hải trình ra vào đảo, là khu vực chịu tác động chính của rãnh áp thấp, vì thế khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ, trong đó có tuyến hải trình Hải Phòng đến Bạch Long Vĩ, trong hôm nay và ngày mai tiếp tục có mưa rào và dông. Diện mưa ở mức rải rác khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp chỉ còn 4 đến 10 km trong mưa. Cùng với đó là các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy và gió giật mạnh đi kèm. Nằm ở rìa phía nam của rãnh áp thấp nên tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn nhìn chung không chịu tác động nhiều. Dự báo trong đêm nay và ngày mai mưa chỉ thoáng qua về chiều tối, còn ban ngày trời còn nắng, gió tây nam cấp 3 đến cấp 4 nên sóng thấp biển êm. Việc lưu thông cũng như khai thác trên biển của bà con ngư dân có thể diễn ra bình thường. Xuống đến tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra đến Côn Đảo trong đêm nay và ngày mai, gió sẽ phổ biến khoảng cấp 4 đến cấp 5. Với mức gió này thì sóng biển sẽ dao động từ 1,75 m đến 2 m, không còn tình trạng biển động, mưa rào và dông chỉ còn xuất hiện rải rác về chiều tối. Tuyến hải trình từ Rạch Giá ra đến đảo Phú Quốc, dự báo trong đêm nay và ngày mai, gió tây nam chỉ cấp 3 đến cấp 4, sóng biển thấp dưới 1,75 m, biển êm. Những cơn mưa rào và dông cũng lùi về thời điểm chiều tối nhưng không kéo nên ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải của bà con ngư dân. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển chiều nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.